Hey, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Sleeping Dot, với ác mộng bắt giáp. Xem có bộ đồ nào mới không? Không có đồ gì nhiều hết. Là đồ cũ đi, cho nó đẹp, cho nó đúng chất của cái thời gian này. Làm đi trà nào các bạn, lâu lắm rồi không uống trà nhé. Đâu cái gì vậy? Sao không muốn đi ông nội? Thì sao nó thấy mình muốn nó chạy hết vậy? Ôi cái gì vậy? Ồ, có một đống cương thi vô này nè. Anh xử bọn nó thôi. Mày chưa nhảy nhảy cái mền để anh đập cho bụng mày một trận nhé, đang ngứa tay. Lên đây cho bụng mày biết tay nè, ba con. Về với lòng đất đi con. Đấm cháy nó luôn. Thôi, đi thôi. Đi làm nhiệm vụ nào. Anh là người giải cứu thế giới. Vậy mà chẳng có ai lại tung hô, ủng hộ, cổ vũ gì hết. Quá là buồn. Bây giờ tự mày lao đầu vào nhá. Anh không có làm gì hết nhá. Này, trong game này nó cho mình có một chiếc xe các bạn. Cay thật chứ. Ai có cái động cương thi chỗ này diệt luôn bọn nó cho rồi. Để anh diệt bọn mày nhé, một lần và mãi mãi nhé. Vào đó đi. Một con. Ôi trời, nó cắn mình. Mày cắn bố mày. Mày cắn bố mày. Mày cắn bố mẹ. Có cái kiếm gỗ rồi anh em ơi. Rồi, nhặt cái kiếm quỷ của mình thôi. Kiếm này là người ta bảo là kiếm sát quỷ.
đứng lại mày. Đây 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 đây, đi taxi thằng này cũng được. Không sao. Anh có cái kiếm gỗ đào mà anh sợ bọn mày. Vào đây. Nó hết cho anh. Anh sẽ tiêu diệt không còn một con nào hết. Mấy con cương thi tào lao này. Không biết lúc trước mấy bạn chắc lớn tuổi hơn xíu thì mới xem cái phim mà phim ma của Lâm Chấn Anh ấy, Cương Thi Tiên Sinh. Those guys are pretty pissed at you, eh? I had to hear it day and night. They won't rest until they've wrecked everything you built. Không sao. Không sao. Anh sẽ diệt bọn mày hết. Mày đứng lại nè. Johnny à. Vậy nó bắn quá vậy. Cái kiếm gỗ đào. Cái này phải xài súng nè. Không thể nào. Nó rớt cái súng rồi mà mình vẫn không lượm được. Rồi đi nào. Một mày bắn súng thì không có trình với anh đâu. Cương Thi Tiên Sinh mà phải bắn súng mà. Johnny mặc chục cho chết. You always a coward, Johnny. Death hasn't changed that. You come back for me, or do they just get sick of you and them? Trời ơi, mấy cái trò con nít này anh xài lâu rồi mấy đứa. Mày đùa quá. Mày mấy thằng rinh con. Tiếp nào. Bộ này đơn giản quá. Máu me đẩy người. Không thấy được bộ đồ cho đàng hoàng. Con taxi nào không đi ké nè. Múa thế mà là võ chứ. Đi giết ma bắt ma là phải vậy. Tránh cho anh đi nhá. Cho anh mượn xe xíu nè. Mày câu linh khí này để dành để kiếm cây kiếm gỗ mà. Không làm cái gì à. Ấy. Xếp hàng lại để chết rồi mấy đứa. Nhìn ghê quá vậy. Này, vậy cứ dân thường. Đâu, đâu, đâu. Rớt cái kiếm gỗ của anh.
Chết mày chưa, đâm xuyên người mày luôn. Lại có một cây kim gỗ mới. Đi nào. Có cây kim gỗ thì không sợ bố con thằng nào hết. Gì nó xe mà nó nổ quá trời vậy. Mày giết dân thường hả? Tao còn cho mày chết vì bị tông xe là đáng lắm rồi. Tao chưa đâm kiếm là vĩnh viễn bất siêu sinh luôn. Ấy chẳng đốt ai nè. À liều liều. Mày đã chết dưới tay tao một lần rồi thì lần hai cũng như vậy thôi. Way shit. Double crossing piece of shit. Now you die. Hey. Kill this cop trash. I'll haunt every one of you bastards. Mày nữa. Mất cái kiếm của tao là tao cho bọn mày ăn hành hết. Đột ai đột ý cái gì. Gãy kiếm à. Cậu nhãn đâu. Thằng khốn này. Đi theo tao. Mấy con cường thì nhãi nhép. Mấy con cường thì nhãi nhép này để anh xử. Biến ngoài. Mày đùa với anh à? Hay, giết hết. Con này chưa đủ trình để cản mình các bạn. Mày vào đây. Vỡ mồm này. Vỡ mồm này. Cương thi là một chuyện gì quá gì đó mà lúc xưa rất là ghê lớn. Còn bây giờ thì chỉ là mấy cái bao cát thôi. Đứng làm ai, nhóc. Được rồi, cái con nhóc đó để anh. Chờ anh có máu rồi nhá. Không được rồi, phải lấy lại sức mạnh thôi. Lấy lại sức mạnh nào. Lấy lại sức mạnh nào. Mày là này, một mày, lại đấy, lại hết đây chưa. Ấy, mày ngon lắm, mày ngon lắm. Chờ anh nhé. Cái thằng cẩu nhãn này, mày mập mình quá anh. Để đó mà xem. Chờ anh lấy lại sức mạnh của anh rồi nhá. Đúng vậy mày. Này, không được. Nó có vàng hậu quang này, phải đánh mấy con này mới được.
Mày, tới đây mày. Ồ, nghĩa đấy. Mày đã bị tao đập một lần thì lần hai cũng chẳng khác gì đâu. Vỡ mặt nè mày. Có nghe mày. Ngay thằng nhóc này. Nghe mày. Thiêu cháy mày luôn. Mày đã muốn chết thì anh sẽ cho mày chết. Look at that shit burns. Burn up here, burn down there. Bốc xe của thằng nhóc này đi luôn. Xe ngon đấy. Đây, có cái miếu. Vào tỏ lòng thành kính chứ. Đấy, xe của tôi sẽ đẹp mà xe cũ mấy ông ơi. Thôi kệ cho nó cắn luôn đi. Có giết hồi cũng không hết đâu. Để anh đập bọn mày một trận nha. Tả tơi nhé. Chết. Tao đâu có làm gì mày đâu, tự nhiên mày ăn hiếp tao. Có cái kiếm gỗ rồi, không cần vào cái động đó đâu. Chủ yếu là cái kiếm gỗ nó đánh nhanh lắm các bạn. Nó là một vũ khí hoàn hảo. Rồi, mình xem không biết còn được mấy nhiệm vụ nữa đây. Chào tạm biệt và không hẹn gặp lại. Mất cây này có cây khác. Thằng tóc đuôi ngựa đâu? Ra đây. Ra đây cho anh. Nó vẫn là cái phòng vệ sinh này. Vẫn là một mày à. Tới khu VIP à. Ok. Đánh nhau thì đánh luôn đi. Đợi và chờ bắt người ta làm cái này cái kia.
Bọn mày lắm chuyện lắm. Hình như khu phi bị đầy. Thằng khốn này nè, chắc nó ở trong này đấy. Vẫn là mày à. Mày chết chắc. Mày ăn từng đó là đủ chưa? Tao chỉ sợ cương thi thôi, chứ còn mấy thằng cương cứng này tao không sợ đâu nhá. À, tóc đuôi ngựa, may à. Giết mày à? I'm gonna cut you up and feed you to the fish. You'll be stuck here, Ponytail. Just another powerless, hungry ghost. You shit, Shen. Or you tell me how to beat Smiley Cat. Then I'll send you back to where you belong. Even in death, you break balls. Burn him. Burn the body. What body? You ground him up for cat food. Most of him. Uncle Poe had me save Wu's pinky finger to guarantee he'd get no rest in the afterlife. Where is it now? It's in a red vase at the temple in North Point, where we used to swear in new members. Burn it, and you'll be able to send him back. I'll see you in hell, Wei Shen! Rồi, đi chơi thôi. Chơi với bọn nó một trận lớn nè. DLC này hay đấy, vui nữa. Mấy ông thầy chùa ghê quá. Để tôi đánh giúp nha. Hai ông yêu nhất. Mới chưa có chuyện gì mà tôi vào tôi giúp cái là thua luôn. Đây đây đây. Tôi đã cố gắng cứu mấy ông rồi, nhưng mà mấy ông số mấy ông ngắn quá. Định mệnh bắt mấy ông phải chết rồi. Rồi, tôi cứu được ông rồi nhá. Mấy ông bạn của ông thì đi hết rồi. Mấy ông bạn của ông thì đi bắn muối sạch rồi. This is what revenge looks like, Shen. I have a thousand years of dead soldiers at my command. Yeah. Son on ye killed me once, they won't do it again. Ghê quá. Mày định cắn anh. Biến mày. Cắn anh là chuyện khó với một mày rồi đấy. Để dành cái kiếm lát chơi. Your sister waits for you in hell, Wei Shen.
Come with me. Say hello. Chị của mình à. Rồi nó nhập vào ông nhà sư thằng khốn này. Nếu mà đánh võ thì mày trình độ nào mà đánh với tao? Diệt quỷ thì còn hơi khó, chứ đánh võ thì mày không có đủ trình nhá. Nằm đó luôn đi mày. Đi đâu anh? Vực sâu vào đó mà chơi. Anh qua anh lượng đi thì kiếm bên này đó. Còn mày có nước chết bên thôi. Ôi sao cái kiếm này lượng không được. Buồn cười đấy. Vỡ mặt mày nhá. Không thèm dám bùa cho mày luôn. Vỡ mặt mày đi. Chập hết. Giờ nó lại nhập vào ai nữa đây? Mấy cái thằng này có một chiêu mối à. Nó nhập vào nhà sư rồi vậy mày. Đánh đâm đập khổng kia. Ồ, ngon đấy. Đúng vậy mày. Đánh lén anh. Đánh lén anh. Hay. Được, chờ anh qua anh lấy kiếm đã nhá. Một con. Mày hai con. Hai con hãm mụ mày. Hai con hãm một mày xong rồi thì mấy con lâu la như bọn mày bay luôn đi. Vỡ mặt nè. Rồi, còn mày nữa. Rồi, xong, thằng Tiểu Miêu đâu? Ra đây với anh báo. Ê, nó cắn. Một con. Cương thi hôm nay vào đánh chuông hết nhá. Hai con. Vào đánh chuông hết nhá. Hôm nay chùa sẽ đông vui lắm. Một mày. Thôi vào đây, vào đây. Vào đây. Được rồi. Không thích tao đánh chung thì tao đánh một ngoài. Đánh thằng Tiểu Miêu nào. Làm gì được anh đâu. Để anh lấy lại sức mạnh nào. Rồi, thằng Tiểu Miêu đâu? Ra đây anh. Tiểu Miêu đâu? Chạy mày.
You all right? Is he gone? Not quite. Lấy ngón tay của nó. Thì ra. Back to hell. SV last is smiley cat. No! Nhìn giống thằng Jackie vậy. À, thằng con tiếng Mỹ là thằng này nè. Enjoy it, old friend. À không phải, thằng này Vincent. Shall we finish that day? Oh, yes. Buổi đây. Ok, mọi thứ đã kết thúc rồi. Mọi chuyện xảy ra đã hết. Đừng có đánh anh chứ. Nằm đó chơi đi. Headshot. Máu của mình phun luôn các bạn. Mình làm xong cái hố này nữa là mình kết thúc luôn nha. Vì thế là xong Sleeping Dogs rồi nha các bạn. Mình sẽ gặp các bạn trong một cái series khác, một cái game khác. Nhưng mà tựa chung thì Sleeping Dogs này là một tựa game rất là tuyệt vời đấy. Mình rất thích chơi nó. Nó không làm cho mình có cảm giác chán. Lại được chơi về giang hồ của Hồng Kông với lại mấy cái về Trung Hoa ngày xưa đó. Nó rất là hay. Ok, xin chào các bạn ở đây. Chúng ta sẽ gặp nhau ở trong một cái game khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Và chào các bạn. Nếu mà thích thì hãy bấm đăng ký kênh của mình. Mình sẽ tiếp tục làm những video về những cái tựa game hay. Xin chào.